chuyển khổ đau thành an vui. Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ, trang nghiêm, thanh tịnh, bình đẳng, giác kinh. Người giảng: Pháp sư Tịnh Không. Địa điểm: Cư sĩ Lâm Phật giáo, Singapore. Lũy niệm Tích Lự dị tâm tẩu sử Lũy niệm niệm là ý nghĩ. Quá nhiều ý nghĩ tích lũy lại. Lự là kế hoạch. Cái ý này là hằng ngày suy nghĩ hằng ngày suy tính suy nghĩ điều gì vậy suy tính cái gì vậy tổn người lợi mình đều là nghĩ những thứ này người hiện nay kiếm tiền nghĩ làm sao đem tiền ở trong túi người khác chuyển về túi của mình hằng ngày chỉ nghĩ điều này thôi Vì tâm tổ sử Cái tâm này là dòng tâm Tâm tham vậy Cái tâm tham sân si này Đang ở đó làm chủ bạn Cái thân này của bạn Nghe theo sự chỉ huy của cái tâm này Tạo tội nghiệp Ở trong tâm tràn đầy tham sân si Và thân giúp cái dòng tâm này Bằng cách thỏa mạng Nguyệt vọng cho nó Kết quả như thế nào vậy Là một bản trống không vì tâm là giả Không phải thật Cho nên nói khó nhọc vất giả cả đời Đến lúc lâm chung Nếu như bạn muốn giác ngộ quay đầu nghĩ lại Cả đời này bạn đã làm được những việc gì Thấy đều là hư vọng Không có gì là chân thật cả Việc đã tạo trong đời này Đều là tội nghiệp tổn người lợi binh dưới đây lại nêu lên mấy ví dụ rõ rệt vô điền ưu điền vô trạch ưu trạch cái này người bình thường chúng ta hiện nay nói là của cải tài sản người không có thì hằng ngày lo nghĩ làm thế nào mới có được vậy những thứ này nếu như nói là suy nghĩ toan tính mà có có thể có được thì chư phật như lai cũng bái bạn làm thầy bạn nói thử bạn có ý nghĩ gì có chủ ý gì có thủ đoạn gì bạn có thể có được Thì Phật liền bái bạn làm thầy ngay Tại sao vậy? Phật Bồ Tát không làm được Thủ đoạn gì cũng không thể có được Thông minh trí tuệ như thế nào Cũng không thể đạt được Thế thì số của cải này Của người thế gian từ đâu mà có vậy? Là do quả báo mà có Trong số bạn có Thì dù có mất Cũng không thể mất được Đến giờ nó sẽ đến thôi Trong số đã không có Thì cầu thế nào cũng vô ích Điểm này cần phải biết Cho nên tôi dạy đồng tu mới học Nếu bạn muốn học Phật Thì trước tiên hãy đọc Liễu phàm Tướng Quấn 300 lần Tại sao vậy? Người học Phật tâm phải thanh tịnh mới có thể vào được pháp vị. Tâm không thanh tịnh thì nghe kinh vô ích. Không thể vào được. Tâm tại sao không thanh tịnh vậy? Vì tham sân si bạn chưa dẹp hết. Liễu phàm tứ cuốn đọc 300 lần thì bạn sẽ biết nhân quả báo ứng. Bạn sẽ không tham nữa. Tại sao vậy? tham không được đâu. Nhất ẩm nhất tráng mà phi tiền định. Ở trong số của bạn phải dùng năm đó phát tài. Bạn xem trong số tự vi, không phải tự vi tính cho bạn được, tại sao tính được vậy? Vì trong số có mà. Trong số không có thì không được, cho nên nói bạn phải có bao nhiêu của cải là do trong số bạn có vậy một ngày bạn ăn bao nhiêu hạt cơm cũng là do trong số của bạn đã định sẵn rồi ăn ít một hạt cũng không được ăn nhiều một hạt cũng không có trong số đã định sẵn rồi bạn sống bao nhiêu tuổi cũng có nhất định bạn xem bạn còn băn khoăn gì chứ cho nên sau khi viên liễu phàm hiểu rõ thì mọi ý nghĩ của ông đều không còn tại sao vậy Ông biết mọi ý nghĩ đều là vọng tưởng Không lợi ích gì Tâm ông thanh tịnh Tâm định ngay Tiền sư dân cốc khai thị cho ông Ông mới nghe lọt lỗ tai Ông mới có thể ngộ đạo Người thế gian chúng ta không hiểu Nhất ẩm nhất trác Mạc phi tiền định Còn muốn đi tranh Tạo tội nghiệp cả đời Kết quả vẫn chỉ chừng ấy bạn nói thử có quan uổng hay không? Như vậy nếu bạn muốn giàu có thì tu nhân, Phật dạy bạn bố thí tài được giàu có. Và hôm nay trong đời này phát tài là do trong đời quá khứ bố thí tài nhiều, trong đời quá khứ bạn không có bố thí. Thì trong đời này bạn cũng kèo như tôi thôi, không có của cải đời trước không có tu bố thí mà bạn muốn được thông minh trí tuệ thì bạn phải tu bố thí pháp bạn muốn khỏe mạnh trường thọ bạn phải tu bố thí vô quý đó là quả báo quả nhất định có nhân bạn tu nhân vì sao nhất định sẽ được quả báo đây là đạo lý chắc chắn không tu nhân hàng ngày cứ dòng tưởng để phong cầu quả báo Thì không có đạo lý này Không có cái đạo lý này Chỉ là tạo tội nghiệp mà thôi Điều này phải hiểu cho rõ ràng Hiểu rõ rồi còn gì phải lo nghĩ nữa không Họ không lo nữa, không hiểu rõ Người mê suốt ngày cứ dòng tưởng Quyến thuộc của cải có không đều lo không có lo lo nghĩ không có rất khổ muốn có được suốt ngày cứ dòng tưởng muốn cho có sau khi có rồi cũng lo lo gì vậy sợ mất bạn xem bạn có tiền nhiều rồi thì sợ tiền mất giá lại sợ người ta đến cướp lại sợ người ta đến trộm ầy da cái chuyện lo lắng đó quá nhiều kệ không hết Thật là đáng thương thay Có cũng khổ, không có cũng khổ Không nên cho rằng người giàu rất sung sướng Người giàu không vui Người giàu không vui Giàu có nỗi khổ của giàu Nghèo có nỗi khổ của nghèo Giàu nghèo đều khổ cả Ây già đây là thế giới khổ mà Hữu nhất, thiểu nhất Tư dục tề đẳng Cái khổ não lớn nhất Của người thế gian là ở chỗ này Hơi có một chút gì đó Là họ muốn cho bằng người khác Là muốn Đuổi theo cho cao hơn Vì là quá khổ rồi Quá khổ rồi có một lần tôi đi xe buýt ở đài bắc tài xế xe buýt liền than khổ với tôi đời sống quá khổ tại sao quá khổ vậy là nhà bên cạnh người ta đã mua tủ lạnh rồi anh ta nhìn thấy rất thèm muốn nhìn thấy rất khó chịu tôi bèn nói với anh Tôi nói một cái tủ lại nếu Bảo dưỡng nó cẩn thận Thì có thể dùng được 10 năm Một bộ đồ này Nếu như mặc thật kỹ Thì 20 năm cũng không hư Hiện nay cái xã hội này Mặc 20 năm cũng không hư Mỗi thứ đồ đạc bạn đều Có thể tiết kiệm một chút Thì sống chẳng phải rất khỏe hay sao Anh ta nghe xong Cũng cảm thấy rất có lý Tôi nói Anh làm tài xế xe buýt kiếm tiền cục khá Anh một tháng chạy 10 ngày cũng đủ rồi 20 ngày thì có thể nằm ở đó mà hưởng thụ Không nên tranh đua với người ta Nếu như bạn tranh hơn thua với người ta Thì bạn làm một ngày Dùng hai ngày bạn vẫn khổ Bạn vĩnh viễn theo không kịp Cái đời sống xa xỉ này Bạn theo không kịp đâu Ta không theo thì sao ta liền được tự tại ngay tri túc là thường an lạc anh lại nói nói vậy thì rất hay đấy nhưng đồ chúng ta dùng chúng ta mặc cũng sẽ cũ hư người ta nhìn thấy sẽ chê cười tôi nói cái này thì dễ thôi cười mà chết thì họ chết ta không chết có đúng không người mà chết thì họ chết ta không chết mà ta tự tại là được rồi người hiện nay quan niệm của họ không thay đổi được thay đổi được là tự tại thôi hiện nay ở đài loan kiếm tiền không khó rất dễ sống tri túc là thường lạc ngay không tri túc bạn chịu khổ là đáng đời lắm Cho nên người giàu tại sao khổ vậy Họ không biết đủ Cái khổ không biết đủ của họ Chẳng khác gì với cái khổ của anh tài xế xe buýt kia Cho nên họ không biết đủ thì dính chuyện sẽ khổ Nếu biết đủ liền vui Liền thoải mái ngay Tâm khai ý giải Là vui sướng liền hữu nhất thiểu chất tư dục tề đẳng cái này là từ chốt trái đắng vậy cái nguồn gốc này là ở chỗ này thích tiểu cụ hữu hữu ưu phi thường tiểu hữu vừa mới có một tí khá giả rồi có một chút rồi lại sợ lại sợ mất sợ được sợ mất lại sợ bị mất đi thủy quả đạo tặc quan gia trái chủ Phần phiêu kiếp đoạn Tiêu tán ma diệt Là sợ những thứ này Lửa sẽ đốt sạch Lục lội đến Sẽ nhấn chìm hết Lại thêm trộm cướp Sẽ trộm của bạn Sẽ cướp của bạn Thường hay lo sợ những thứ này Và những người không có tiền thì chẳng hề lo lắng về những điều này họ chẳng hề bận tâm tí nào cả người có tiền suốt ngày cứ lo lắng những thứ này có thể thấy họ lo lắng họ rất khổ tức là đời sống vật chất thì họ có chút hưởng thụ nhưng đời sống tinh thần vô cùng đau khổ đời sống của họ bị áp lực rất nặng tâm khang ý cố Vô năng túng xã Đây là người đã có rồi Ngược lại keo kiệt Lại xã không được Điều này quá thật mà nói Đạo trời ngược lại rất công bằng Người có tiền không chịu bố thí Keo kiệt Thì đời sao làm người nghèo Người nghèo thì rất rộng rãi chịu bố thí Nên đời sao làm người giàu điều này cũng rất công bằng phải không tự xem cũng rất công bằng quả thật bạn xem khi đến đạo tràng để bố thí đều không phải là người có tiền người có tiền rất khó bố thí họ càng giàu càng muốn giàu thêm họ chẳng muốn mất một xu nào người không có tiền thì rất hào hiệp đằng nào mình cũng nghèo rồi nên thí xã rất tự tại rất thoải mái rất tự tại Họ bèn thí xã thôi Phước báo hưởng hết rồi Mà không có gieo nhân Con người không có tiền này hàng ngày gieo nhân Cho nên đời sau họ sẽ giàu vậy Chúng ta thường đói Phong thủy luân lưu chuyển Rốt cuộc tại sao luân chuyển vậy Quý vị biết cái đạo lý này Thì hiểu được ngay Ồ quá ra là chuyện như vậy à Người giàu nếu như chịu bố thí Thì đời sau được giàu to Người nghèo kia không chịu bố thí Thì đời sau sẽ càng nghèo Thế là khổ thôi Sẽ khổ não thôi Cho nên Phải hiểu được cái này là gốc bệnh Đây là cười rất chấp trước Vô năng túng xã Mệnh trung khí quyên Mạc thùy tùy giả Bần phú đồng nhiên Ưu khổ dạng đoan mệnh chung khí quyên đây là đến lúc thọ mạng của bạn hết rồi hơi thở của bạn không còn nữa bạn thường ngày rất keo kiệt không xả được còn muốn gom hết mọi thứ một món bạn cũng không mang theo được cho nên sinh ra tay trắng chết về tay không hai câu này người nào cũng biết mà ai cũng không làm được tại sao làm không được vậy mê quặc điên đảo quả thật là mê quạt điên đảo họ không hiểu được đây là chân tướng sự thật thật sự hiểu được sinh ra tay trắng chết về tay không người này liền giác cổ ngay tại sao vậy vốn dĩ tất cả thứ này là giả đó mà tiền tài của cải này những sản nghiệp này bày ra trước mắt ta để ta xem chơi không phải để ta sở hữu là để cho ta xem thôi ngay giai đoạn hiện tại đây ta có quyền chi phối nó quý vị nên hiểu rằng ta có quyền chi phối bạn hoàn toàn không có quyền nắm giữ là bạn chắc chắn không nắm được nhưng bạn có quyền chi phối Chi phối đúng thì tích lụy công đức Chi phối không đúng Thì tạo tác tội nghiệp Tội hay phước Chỉ ở trong một niệm này Chi phối đúng là Ta đem số của cải này Làm lợi ích cho tất cả chúng sanh Vậy là tích lụy công đức Không đúng là Chiếm làm của riêng không chịu bỏ tí gì để lợi ích người khác đây là tạo tác tội nghiệp cho nên cái tiền của này từ xưa đến nay phải lưu thông là đó bảo bạn phải lưu thông giống như dòng nước vậy nó phải lưu thông không chạy hả không chạy thì biến thành nước chết rồi nước chết thì số tiền đó gọi là tiền xú quế nước chết không chảy rồi thì nước đó sẽ thối thôi cho nên nhất định phải lưu thông ở trước mắt chúng ta chúng ta phải giúp nó lưu thông để nó lưu thông thật thuận lợi lợi ích tất cả chúng sanh như vậy là đúng nên buông được buông được mọi người cũng thường hay nói ở cửa miệng đó mà không hiểu ý thôi Cái ý này là bạn buông bạn sẽ được. Mà không buông thì không được. Buông liền được. Bạn buông nhiều thì bạn được nhiều, buông ít thì được ít. Đây là đạo lý chắc chắn, đây là chân lý. Cho nên đến lúc mạng chung không mang theo được gì cả Bần phú đồng nhiên Giàu nghèo đều như nhau Ưu khổ dạng đoan Cái thế gian này không có ai mà không khổ Làm quan lớn có cái khổ của quan lớn Tôi thấy khi người ta làm quan lớn Tôi cảm thấy mình không dám Không dám ở chỗ nào vậy hằng ngày cứ bắt tay người khác Thì tôi không dám Cái này bệt lắm Có đúng không? Không thích bắt tay với họ cũng phải bắt tay Phải vậy không? Cái này thì phiền phức quá Hồi hợp quá khổ Hồi hợp hồi rất khổ Bắt tay rất khổ Là thấy hai điều này để tôi không làm Đây không phải là việc Mà một người tự tại muốn làm Tôi thích tự do tự tại Không bị bó buộc Chúng ta xem tiếp đoạn thứ hai Đoạn thứ hai là Phật khuyên chúng ta Giữa người với người Phải tôn trọng lẫn nhau Phải quà mục với nhau không nên có Đố kỵ giận dữ Đoạn thứ nhất phía trước Là bảo với chúng ta Tham độc keo tham Đều là nói keo tham Mà không buông được Không thể bố thí Cái này Làm tổn hại đối với mình Thật vô cùng lớn Tổn hại trước mắt Chính là bạn khổ thân cũng khổ mà tâm cũng khổ cái tổn hại xa này là bạn không có cách gì tiếp xúc được phật pháp cho dù tiếp xúc bạn cũng nghe không được cho dù nghe bạn cũng không khai ngộ tại sao vậy cái keo tham này đã làm chướng ngại tánh ngộ của bạn bạn sẽ không khai ngộ Nhất định phải buông bỏ nó Thế gian nhân dân Phụ tử quinh đệ Phu phụ thân thuộc Đương tương kính ái Vô tương tăng đố Tăng là ghen ghét Đây là Phật chỉ dạy chúng ta đây là Phật pháp. Quý vị nhất định phải nhớ kỹ. Cho nên ở trong Tam Phước câu đầu tiên, Phật bèn khuyên bảo chúng ta phải hiếu dưỡng phụ mẫu. Cho nên ở thế gian cha con, anh em vợ chồng thân thuộc đều là có nhân duyên rất sâu. Ở trong đời quá khứ không có duyên sẽ không trở thành người một nhà. mà những duyên này rất phức tạp bản thân chúng ta nhất định phải hiểu rõ duyên rất phức tạp duyên sẽ thay đổi thiên biến dạng quá duyên tốt sẽ biến thành duyên xấu duyên xấu cũng có thể biến thành duyên tốt điều này phải xem sức mạnh của trong ngoài trong là phải dựa vào giác ngộ Ngoài là phải dựa vào thiện tri thức Phải dựa vào bạn tốt Và Phật dạy chúng ta Xin làm người một nhà Có bốn loại quan hệ Đây là bốn loại lớn Báo ân, báo quán Đòi nợ, trả nợ Không có cái quan hệ này thì sao? Sẽ không đến cùng một nhà Người đến báo ân Cái này thì tốt Hiếu tử hiền tôn Phụ từ tử, tử hiếu Là đến để báo ân Không cần người ta dạy Một cách tự nhiên Người đến để báo quán Thì đó là đồ ăn hại Đó là người làm cho nhà bạn không bình an Nếu như Nghiêm trọng Thì sẽ làm cho tan nhà mất mạng Là đến báo quán Người đến để đòi nợ Đòi xong thì họ đi ngay Xem thiếu bao nhiêu Thiếu ít thì đòi rất ít Họ liền đi ngay Thiếu nhiều thì có thể nuôi dưỡng Chúng đến tốt nghiệp đại học Phải đến khi làm việc được Họ mới đi Đó là loại thiếu nhiều Đến để trả nợ Thì đứa trẻ này không có cung kính Đối với cha mẹ Tâm không tôn kính Nhưng nó sẽ phụng dưỡng Những nhu cầu trong đời sống của bạn nó sẽ cho bạn nếu nó nợ nhiều thì nó sẽ chăm sóc rất hầu hỷ tài vật đưa cho bạn dùng thoải mái nếu như thiếu ít thì nó sẽ rất so đo mỗi tháng đại khái đưa cho bạn mấy đồng để sống là đủ rồi nó không cho bạn nhiều không cho bạn nhiều điều này trong xã hội chúng ta thực hay nhìn thấy người thế gian không hiểu chúng ta hiểu được biết được những quan hệ này cho nên đòi nợ trả nợ cái này là báo ân báo quán Là có quan hệ như vậy Tương đối hơi hợt một chút liền biến thành bạn bè thân thích Bạn bè thân thích Cũng là những quan hệ này Điều này chúng ta cần phải biết Bất kể là Tiện duyên hay ác duyên Gặp được thiện tri thức Thì cái thiện duyên này sẽ càng thiện hơn Ác duyên cũng biến thành thiện duyên vì là tốt rồi Không nên so đo nữa Trước đây những cái đó xấu rồi Cho nên Phật dạy chúng ta Phải kính yêu lẫn nhau Đôi bên Phải khoan dung lẫn nhau Phải tôn trọng tương thân tương ái lẫn nhau Vô tương tấn tật Con người không phải thánh hiền Nên không tránh khỏi lỗi lầm Đối với lỗi lầm của người ta cần phải bao dung không nên thù ghét không nên đố kỵ điều này là vô cùng quan trọng nếu muốn dưỡng cái đất của mình hóa giải như quán kết giữa người với người trong đời quá khứ là có quán đến cái này có thể đem quán quá dài hết quá dài sạch hữu vô tương thông hữu vô tương thông là sao một cái là tài vật ta có còn họ thiếu ta phải giúp đỡ họ phải tặng cho họ để cho đời sống của họ cũng có thể sống được đây là trên vật chất cái thứ hai là về phương diện tinh thần cũng phải giúp đỡ lẫn nhau an ủi lẫn nhau ta có tài đắng họ không có ta phải chỉ dạy họ đây là về phương diệt trí tuệ Phải nhiệt tâm giúp đỡ họ Chỉ dạy cho họ Hữu vô tương thông Vô đắc tham tích Không nên có tâm tham Không nên keo kiệt Không nên keo kiệt Giúp đỡ người Phải toàn tâm toàn lực Tận tâm tận lực Giúp đỡ người Thì chắc chắn có tốt đẹp Cái này cũng khó Không phải dễ Khi tôi mới học Phật Thì giáo đầu tiên của tôi Là Đại sư chuyên gia Ngày đầu tiên tôi mới biết Thầy Lúc đó tôi học Phật mới có một tháng Tiếp xúc Phật giáo mới có một tháng Thì tôi gặp Đại sư chuyên gia tôi bèn hướng về thầy thỉnh giáo tôi nói con biết phật pháp hay phật pháp vô cùng thù thắng con rất muốn học vậy phải bắt đầu từ đâu tôi nêu lên vấn đề như vậy với thầy thỉnh pháp ở thầy thầy nhìn tôi nhìn cả nửa giờ mà chẳng nói lời nào tôi cũng nhìn vào thầy chúng tôi bốn mắt nhìn nhau tôi đang chờ đợi đợi nửa giờ tâm đã lắng xuống rồi thật sự không có một vọng niệm nào cả tôi tập trung tinh thần đợi thầy trả lời tôi cách dạy học đó của thầy cũng rất đặc biệt rất đặc biệt Trước tiên dạy bạn tập trung toàn bộ tinh thần cho lắng xuống Sau đó mới nói với tôi Thì nói một chữ có Nói một chữ Sau đó lại không nói nữa Thì nói có khiến tôi đặc biệt chú ý Tinh thần hứng khởi và đặc biệt chú ý hơn Có lẽ đợi khoảng 5 phút Rồi mới nói thêm 6 chữ nữa Nhìn cho thấu Buông cho được nói sáu chữ này thầy nói rất chậm rãi không có nhanh như tôi nghe được sáu chữ này dù như tôi cũng có chút lĩnh hội phải nhìn thấu phải buông xả tiếp theo tôi bèn hỏi phải bắt đầu từ đâu phản ứng của tôi rất nhanh và lần này thầy lại nhìn tôi tiếp Nhìn không lâu như trước Đại khái nhìn khoảng 10 phút Nhìn khoảng thời gian 10 phút Và đã nói với tôi hai chữ Bố thí Ngày đầu tiên gặp mặt Đại khái là khoảng hơn 2 giờ Đã nói mấy câu như vậy Tôi rất thấy lợi ích Lúc tôi xin cáo từ Thì đích thân thầy đưa tôi ra đến tầng cửa Dỗ lên vai tôi tôi hôm nay nói cho anh sáu chữ anh cố gắng làm sáu năm tôi lúc đó thầy khiến tôi rất cảm động tôi thật sự về già làm y như vậy trước đây tôi cũng rất keo kiệt Thời đó tôi kiếm tiền được rất ít Một xu cũng không dám xài bậy Bố thí chưa đến nỗi là keo kiệt Mà thầy dạy bố thí Chưa đến nỗi là keo kiệt Mà thầy dạy bố thí Nhưng tôi không xài tiền bậy Tiền của tôi đều mua sách cả Từ nhỏ đã thích đọc sách Tiền có được đều mua sách Sách của tôi không muốn cho người khác mượn xem Bạn thấy quá keo kiệt Tại sao vậy Cho người khác mượn người ta sẽ làm bẩn sách của tôi Vậy nên tôi không thích Cho nên sách tôi không muốn cho người khác mượn Và nghe thầy nói phải bố thí Thì sách của tôi có thể cho người ta mượn rồi Cho người ta mượn sách gì vậy Là sách cũ tôi đã xem rồi Sách cũ, sách mới không cho người ta mượn Thật không phải dễ Thật sự phải làm rất nhiều năm Sau đó dần dần thỉnh thoảng sách mới Cũng có thể bố thí Mặc dù mua sách mới chưa có đọc Người khác muốn đọc có thể được Cứ lấy cứ lấy không trả lại tôi Cũng không sao cả Mấy năm sau Mới bồi dưỡng được tính không quá so đo Thầy bắt đầu chỉ dạy Chúng tôi cũng thật sự chịu học Cứ dần dần Từng bước Làm mỏng dần cái tính keo kiệt này nếu như dứt sạch thì quả thật là không phải dễ. Nếu như không phải ở trên đây đích thực dùng công phu thì rất khó. Đây là ngày đầu tiên tôi tỉnh pháp nơi đại sư chương gia đã thu được lợi ích đích thực, cho nên hiện nay còn có một chút phước báo. Một chút phước báo này là được bắt đầu từ ngày đầu tiên đại sư chương gia dạy cho tôi tu nhân bố thí để hiện nay được quả báo này vậy nếu thầy không dạy tôi thì đời này tôi sẽ khổ rồi thật sự là vô cùng nghèo cho nên nhiều năm nay tu học như vậy đây là thể nghiệm của chính bản thân tôi cũng hoàn toàn là sự thật càng xả thì càng được Thấy dường như đã buông hết rồi Thì qua mấy ngày nó lại đến Đến còn nhiều hơn là trước đây mình có Giống như là có lãi vậy Càng xả thì có càng nhiều Cho nên một chút phước báo này Của tôi là tu được trong đời này Sau khi gặp đại sư chuyên gia mới có được Không có thầy chỉ dạy như vậy không có phương pháp như thế của Thầy Thì chúng ta cũng rất khó Cái phương pháp đó của Thầy Không giống như người bình thường Chúng ta hỏi người khác một câu Họ liền trả lời ngay Còn nói tràn gian đại hải đủ thứ Đến khi ra về thì không biết họ nói những gì Không giống Đại sư Chương Gia Trong hai giờ chỉ nói có mấy câu Mà mấy câu này Mỗi một chữ đều để lại ấn tượng rất sâu trong đầu bạn bạn vĩnh viễn không bao giờ quên cho nên lời chỉ dạy này là lời chỉ dạy chân thật tôi gần gũi rất nhiều bậc tiền tri thức nhưng chưa có ai giống như đại sư chương gia người có định công như vậy điềm tĩnh như vậy dường như là chưa có gặp người thứ hai nào khác đây đích thực là bậc đại thiện tri thức tuyệt vời ngôn sắc thường hòa ngôn là ngôn ngữ sắc là dung mạo đối đại người phải quà mục lời nói phải nhu nhuyến phải quà mục đặc biệt là thời đại này trong thời đại này người bình thường tâm tính sốc nổi rất dễ bị kích động lời nói của chúng ta không cẩn thận một tí ta có lỗi với họ thì phiền phức liền đến ngay cho nên đặc biệt chú ý phải cẩn thận trước đây quan hệ luân lý hiện nay mọi người đều không coi trọng nữa rồi chúng ta cũng không nên kỳ vọng vào đây cha mẹ phải cách sáo với con cái hiện nay là thời đại khác rồi phải xem con cái giống như bạn bè vậy cái này thầy cũng phải khách sáo với đệ tử cũng phải xem đệ tử giống như bạn bè vậy xem như đồng tu không nên dùng cái thái độ luân lý trước đây để ứng xử nguyên nhân do đâu vậy người hiện nay không được tiếp nhận để giáo dục luân lý của thời trước thế hệ này của chúng ta được tiếp nhận hiện nay thế hệ này chưa được tiếp nhận chúng ta không thể dùng tiêu chuẩn của mình để ứng xử với họ vậy thì ở trong đây liền có xung đột sẽ có ranh giới sẽ có vấn đề cho nên chúng ta nhất định ở đâu cũng phải xem hiện thực phải xem xã hội hiện tại phải xem quan điểm của thế hệ trẻ cách nhìn cách nghĩ của họ chúng ta phải để họ hướng dẫn hòa cùng giống như họ vậy là xong ngay Vậy mới được Cho nên Đây là cách độ chúng sanh trong Phật Pháp Phật ở chỗ này chỉ dạy vô cùng quan trọng Mạc tương di lệ Đây chính là điều mà chúng ta vừa mới nói Chúng ta cần phải bỏ tiêu chuẩn của mình đi Tôi trước đây khi theo thầy học đạo Thầy Lý thường hay dạy chúng tôi Chúng tôi học Phật Đúng là phải quy lại cúi đầu Để cầu Phật Pháp Mới cầu được Tương lai Các anh phải đem Phật Pháp Giới thiệu cho chúng sanh Nếu như đợi người khác cúi đầu Giái lại cầu bạn Thì một người cũng không có đâu Thật vậy Thế phải làm sao đây Chúng ta ngược lại phải cúi đầu giái lạy mà tặng Người ta cũng chỉ chắc nhận nữa Thật sự là như thế Tình độ chúng ta ngày đây cúi đầu giái lạy đem Phật Pháp tặng cho mọi người Nhất định phải hiểu được cái thời đại này Phải hiểu rõ chúng sanh trong thời đại này Bạn mới có thể đem Phật Pháp Giới thiệu cho họ mới có thể dần dần khiến họ giác ngộ để họ có được lợi ích chân thực từ trong phật pháp mạc tương di lệ cái ý nghĩa của câu nói này rất sâu hoặc thời tâm tranh hữu sở huệ nộ hậu thế chuyển kịch chỉ thành đại oán Ứng xử giữa người với người là khó nhất Làm việc đã khó Mà làm người càng khó hơn Ứng xử giữa người với người Hầu như không thể tránh có khi ý kiến bất đồng Cách nhìn không nhất trí Giờ lúc này nếu không có sự dường dịnh của một bên nào thì ở trong lòng đôi bên sẽ không thoải mái cho nên bất quà này liền có quán quán nếu không quá giải được tích lũy lâu ngày sẽ biến thành hận cái việc đó là phiền phức rồi cho nên hữu sở huệ nộ ở trong sách của khang tăng khải ở trong một câu này còn có hai câu nữa kim thế hận ý biến tương tắng cực ở ngay trong đời này chúng ta chỉ quán hận nhỏ quán hận rất nhỏ có một chút việc không được vui nhưng đến đời sau sẽ chuyển thành trầm trọng nếu bạn không quá giải được nó sẽ trở thành việc phiền phức cái quán hận này càng tích lũy càng nghiêm trọng sẽ trở thành thù hận lớn chí thành đại quán cho nên nói quan quan tương báo không bao giờ dứt chúng ta ở trong thế gian này quan sát tỉ mỉ giữa con người với nhau báo ân thì ít mà báo quán thì nhiều cha con người già cũng không ngoại lệ báo quán thì nhiều quan hệ vợ chồng hiện nay thử xem ở trong và ngoài nước thử xem khắp nơi bạn thấy tỷ lệ ly hôn đó cao cỡ nào mới đầu chẳng phải rất tốt đó sao qua mấy ngày là trở mặt rồi liền biến thành quan gia đối đầu rồi cho nên chúng ta phải luôn nhìn cho rõ ràng là giả chứ không phải thật không nên quá coi trọng con người sống trên thế gian này có mấy mươi năm cũng giống như lữ khách vậy ở vài ngày rồi đi thôi hạ tất phải quá coi trọng những cái nơi này chứ kết quán thù với họ thật chẳng có ý nghĩa gì cả điều này là hoàn toàn sai lầm thường luôn nghĩ rằng ta là lữ khách ta là khách mấy ngày rồi phải ra đi chung sống thật vui vẻ với mọi người vậy thì tốt biết bao bất kể việc gì làm khó chịu thảy đều tha thứ cho họ không nên để ở trong lòng như vậy mới tự tại thế gian chi sự cánh tương khoan hại tuy bất lâm thời ưng cấp tượng phá đây là nói người thế gian chúng ta những sự việc này đều là báo đền lẫn nhau cả nếu như hiểu rõ được đạo lý này biết được chân tướng sự thật này thì tâm của bạn tự nhiên sẽ định thôi ví dụ như chúng ta hôm nay ở trong xã hội là bị người ta lừa bị thiệt thòi hơn người ta kỳ thực không có sự việc này tại sao vậy nó có báo đền mà Do đó Chắc chắn không có ai thật sự là người bị thiệt thòi Cũng chắc chắn không có người nào là người đi chiếm lợi của người khác Không có Bạn đoạt tiền tài của người ta thì tương lai phải trả lại Bạn hại mạng của người ta thì tương lai phải đền mạng Thiếu mạng thì phải đền mạng Thiếu tiền phải đền tiền Nhân quả thông qua ba đời không ai thiếu ai được Cho nên Cái chân tướng sự thật này Thật sự thông đạt rồi Thì tiền tài này của ta để ở đó Ta chẳng cần phải trông nơm đến Người ta lấy đi thì tùy họ Lấy đi cũng tốt là của tôi Bà tương lai sẽ cúng dường lại tôi thôi Không phải của tôi Vậy thì bạn cứ lấy đi Phải vậy không Cho nên bạn không cần quan tâm nữa Không quan tâm thì tâm được yên rồi Liền thảnh thơi rồi là sẽ không bị những thứ này làm lo buồn nữa Đây đều là chân lý Chân tướng sự thật Thế thì chúng ta xử sự, sự với người với vật Tâm tự nhiên thanh tịnh Tự nhiên tránh trực Sẽ không khởi tâm tham Để chiếm lợi của người khác Hiểu được điều gì vậy Ta chiếm đoạt của người Tương lai đời sau phải trả nợ Cái việc này phiền phức biết bao Người ta thiếu mình Thôi khỏi tính không cần nữa trả quách cho xong Ta không cần họ trả lại nữa Trả cũng phiền phức Chuyến này là xong rồi Ta nợ người ta thì phải trả Người ta nợ mình thì thôi Vậy điền tự tại Cho nên nói phải mau nghĩ cho thấu Phải mau nghĩ cho ra Nghĩ ra là nhìn thấu Nhìn thấu rồi Thì đương nhiên sẽ buông xả được Tại sao người ta buông không được Vì chưa nhìn thấu Nhìn thấu liền buông xả ngay Nhân tại ái dục chi trung Độc sanh, độc tử Độc khứ, độc lai Khổ lạc tự đương Vô hữu đại giả Đây là chân tướng sự thật Cần nên hiểu rõ một người ở trong thế gian này Ở trong lục đạo đều là Tự minh tạo nghiệp Tự minh thọ báo Có thể nói là Bất kỳ chúng ta Ở trong đời này Là rất hạnh phúc Hoặc giả là rất khổ đạo Đều là tự làm tự chịu Dứt khoát Không thể quán trời trách người Là không nên Đều là tự mình tạo nghiệp Tự mình đang thỏa báo Cho nên sanh tử một mình Đến đi cô độc Không có người làm bạn Vợ chồng đầm thấm thế nào Lúc bạn chung Cũng đều chia biệt cả Cũng không còn biết nhau nữa Cũng không còn thấy nhau nữa Đây là sự thật nhất định phải biết Tại sao vậy? Hai người họ tạo nghiệp khác nhau Họ sao có thể đi đến một đường được Cho nên khổ lạc tự đương Chữ tự đương này Chính là tự mình chịu Tự làm tự chịu Không ai có thể thay thế được Thiện ác biến quá Tri trục sở sanh Đào lộ bất đồng Hội kiến vô kỳ Đây là nói một người sau khi chết rồi đi luân hồi Mỗi người đều đi theo nghiệp của riêng mình Thiện ác biến hóa Thì có quả thiện ác có ác báo Truy trục cái nghiệp lực này đang chi phối bạn Khiến bạn đến nơi đó để đầu thai Đạo lộ bất đồng Hội kiến vô kỳ cho nên là bạn hiểu rõ cái sự thật này Bạn mới hiểu được thế giới Tây Phương là đáng quý Thế giới Tây Phương thật đích thực Là nơi mà đồng tu bạn tốt Người thân chúng ta trong đời quá khứ niệm Phật đã giảng sanh Chúng ta đến thế giới Tây Phương cực lạc Đây mới là nơi thường hay tụ hội với nhau Nếu như không xin đến thế giới Tây Phương Muốn tương lai đời sau gặp được lại nhau đó là dòng tưởng của bạn Chứ không phải sự thật Sự thật là hội kiến vô kỳ Đây mới là sự thật Hà bất ư cường kiện thời Nỗ lực tu tiện Dục hà đại hồ Phật ở đây khuyên chúng ta Hiện tại cơ thể chúng ta rất khỏe mạnh Rất cường tráng Tại sao không nhân tiện lúc này nỗ lực niệm Phật cầu sanh tịnh độ Ở đây nói chữ tu thiện này Chính là chỉ niệm Phật cầu sanh tịnh độ Tuân thủ lời giáo giới của Phật Đoạn tất cả ác tu tất cả thiện Đồng tu tịnh độ chúng ta Đặc biệt đề ra năm chủ đề tu thiện thường ngày năm chủ đề là rất dễ nhớ thứ nhất là tam phước tam phước là đại căn đại bản điều thứ nhất hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng từ tâm bất xác tu thập thiện nghiệp điều thứ hai thọ trì tam quy cụ túc chúng giới bất phạm quy nghi điều thứ ba phát bồ đề tâm thâm tính nhân quả độc tụng đại thừa khuyến tấn hành giả đây là tam phước chủ đề thứ nhất chủ đề thứ hai là lục quả kiến quả đồng giải giới hòa đồng tu thân hòa đồng trụ Khẩu hòa vô tranh Ý hòa đồng duyệt Lợi hòa đồng quân Đây là lục quả Những giới điều cơ bản này Nhất định phải tuân thủ Từ trên cơ sở này Tu thêm tam học nữa Là giới học, định học, tuệ học Học thêm Phép tắc đối nhân sự thế của Bồ Tát Sáu ba là mực bố thí trì giới nhẫn dục, tinh tấn tiền định bát nhã sau cùng tu thêm thập đại nguyện dương của bồ tát phổ hiền từ lễ kính chư phật xưng tán như lai đến phổ giai hồi hướng đây là cách ứng sự đối nhân tiếp vật trong đời sống thường ngày của chúng ta là lời giáo huấn cần phải tuân theo Điều này chính là nỗ lực tu thiện Sau đó phát thêm Bồ Đề Tâm Một lòng chuyên niệm a di đà Phật cầu sanh tình độ Thì cái thiện này của bạn mới viên bạc Cái thiện này của bạn sẽ không thói chuyển nữa Vậy mới gọi là chân thiện Giả như không cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc Cái thiện của bạn tương lai có thể được đại phước báo nhân thiên đời sau là đại phước báo nhân thiên phước báo hưởng hết rồi lại phải đọa lạc cho nên cái thiện đó là không rốt ráo chúng ta nhất định muốn tu thiện chân thật cố cánh viên bản thì quyết định phải cầu sanh tịnh độ dục hà Đại hồ tức là không nên chờ đợi nữa. Bạn còn đợi đến khi nào? Hiện tại phải làm ngay, không nên chờ đợi nữa. Có một số người tôi trước đây xuất giặc chẳng bao lâu. Tôi có một người anh ở Đài Loan. Tôi đến thăm anh ấy. Anh ấy lúc đó đã về hưu rồi Tôi nói những cái hay của Phật Pháp với anh ấy Anh cũng tán thán Anh cũng tán tháng việc xuất gia của tôi Anh nói để đi con đường này là đúng Rất hay Tôi khuyên anh niệm Phật thì sao Anh nói tôi còn phải đợi mấy năm nữa Hiện nay còn một số việc phải làm Vẫn chưa được Tôi phải đợi mấy năm nữa Mới có qua hai năm thì anh ấy chết rồi Lại đi vào luân hồi nữa rồi không nên đợi nữa đợi không được đâu không nên cho rằng tôi bây giờ còn trẻ tôi còn sự nghiệp gia đình còn phải chăm lo đợi mấy năm nữa đã đợi mấy năm nữa mới tu bạn đã giết hợp đồng với vua diêm la rồi sao bạn biết bạn còn sống được ở đời này bao nhiêu năm nên biết rằng thở ra mà không hít vào là xong rồi Không nên nói là còn trẻ Hoàn tuyền lộ thượng vô lão thiếu Chúng ta thử xem ngoài các nghĩa địa Thử xem trên các bộ bia Bao nhiêu người trẻ tuổi Cho nên dứt khoát không nên chờ đợi Chúng ta nghe rồi Hiểu rõ rồi thì lập tức phải làm ngay Là phải nghiêm túc nỗ lực mà tu hành Thật thà niệm Phật cầu sanh tịnh độ Thôi chúng ta hôm nay chỉ giảng đến đây Phật giáo là nền giáo dục trí thiện viên bản của Phật Đà đối với chúng sanh chính Pháp giới. Nội dung của tất cả kinh điển mà Phật đã thuyết trong 49 năm là nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Nhân sinh chính là bản thân mình, vũ trụ chính là môi trường sống của chúng ta. Giác biết gọi là Phật Bồ Tát, bất giác gọi là phàm phu, tu hành là đem những cách nhìn, cách nghĩ, cách nói, cách làm sai lầm của chúng ta đối với vũ trụ nhân sinh sửa lại cho đúng. Cương lĩnh tu hành của Phật giáo là giác chánh tịnh. Giác là không mê Chánh là không tà tình là không nhiễm và đương theo tam học giới định tuệ để mong đạt đến mục tiêu đó cơ sở của tu học là tam phước đối xử với người đương theo lục hòa sự thế tu lục độ tuân theo nguyện phổ hiền quy tâm tịnh độ thì việc giáo hóa của phật mới hoàn tất vậy cẩn dịch cư sĩ viên đạt cư sĩ vòng tay địa chỉ email vọng tây cư sĩ a Beo gmail com người đọc hạnh quang phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiền chân thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này Đồng sanh về nước cực lạc Nam Mô A Di Đà Phật